Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Ngày hôm nay tiếp tục dẫn đoàn đi chuyến nha các bạn. Hôm trước thì mình mới chuyển về nhà, mình là đục bến. Rồi ngày hôm nay tiếp tục chuyển tới bến thứ hai nha. Hiện tại thì mình đang chuyển xe trên con đường lộ cánh đồng nhà thờ nha các bạn, ở khu vực chợ mới An Giang. Hôm nay đi làm thì có 3 con nha. Mình thì chạy con xe bánh hơi, hai tài kia thì chạy hai xe bánh xích. Đang chạy phía trước đó các bạn. Con đường này nó hơi quanh co. Đây là cái đường, con đường lộ nông thôn các bạn. Đó, hai con xe rùa ở phía trước á. Trong thời gian qua thì mình hơi lơ buông công việc cho nên là ít có ra video. Chính vì vậy mà cái lượt đề xuất của YouTube nó bị mất đi rất là nhiều các bạn. Rất mong là trong những video kế tiếp đây thì các bạn hãy xem, chia sẻ mạnh tay vào để ủng hộ mình nha các bạn, để mình có động lực tiếp tục làm video, ra những video hay hơn để cho các bạn xem, giải trí trong những lúc rảnh rỗi nha các bạn. Hiện tại thì mình đang thu âm trực tiếp cho nên là nếu có hơi ồn thì rất mong các bạn thông cảm nha. Mình thì thích cái âm thanh thật hơn. Đi trên đường lộ thì hay có những cái trường hợp mà kẹt xe như thế này các bạn. Né xe Honda nha. Ở đây thì lúa mới vừa cắt nha các bạn. Đây cánh đồng rộng bao la. Tới sắp tới xe cứu rồi nha các bạn, xe cứu đang đậu ngoài ruộng. Rồi bọn em chổng ngu rồi kìa. Trời ơi thật. Xuống mà không để lại xuống chậm, xuống nhanh nó bị nhõng đít đấy các bạn ơi. Đây giờ xem bác Bảy, ổ chú Bảy xuống nha, xem có nhõng không nha. Những trường hợp này nếu mà cái dốc đứng quá đối với xe rùa thì nên quay đầu lại đi ve xuống nha các bạn, chứ đi đầu nó hay bị nhõng nè. Đó đỡ hơn kia nè, tại này đi xuống chậm rồi. Xe bánh hơi mình thì nó khỏe tại vì nó bốn tích điểm khác nhau cho nên là không có bị trường hợp nhõng đầu là nhõng đít nha. Đi dốc đi mấy chỗ này thì bình thường. Đi lắc kêu kìa. Hiện tại thì mình đã tới được cái khuôn đất chuẩn bị làm nha các bạn. Lột lớp cái khuôn này để mà đổ giá lung nha. Khi nào xe ủi tới đầy đủ thì hoạt động thì mình sẽ tiếp tục ghi hình nha các bạn. Ok, bây giờ tới múc xe của mình nha các bạn. Nãy giờ múc được vài xe rồi ha. Do nãy giờ mình đi ủi sửa đường cho nên là mấy anh kia chạy trước mấy xe các bạn. Giờ tới mình nha.
Rồi xong, lên xe chạy các bạn ơi. Cái mương để đi qua nha các bạn, qua bên kia đổ bên kia. Tiếp tục quay trở về chỗ lấy đất nha các bạn. Đang lấy đất cho hai xe rồi nữa các bạn.
Rồi bây giờ tới mình vô nha. Ok, hiện tại thì trời cũng đã chiều nha các bạn. Đó là cái chỗ mà mình đổ đó. Bây giờ thì tập kết xe về để ngủ dữ các bạn ơi. Đó, ngày mình nó chơi nó không thèm chạy nữa mà nó ra ngoài sau nó đẩy luôn. Còn xe ổi phía trước thì tự chạy luôn. Đó, một mình điều khiển hai con nha, con xe bánh hơi với con xe ổi luôn. Tập kết ra ngoài xe cút để ngủ dữ. Mình đi một đoạn cái mình dừng lại để mình đón xe ủi ra chứ không có đi xa được. Thì đến đây mình cũng xin phép được tạm dừng video nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi, chúc các bạn ngày làm việc thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.